Sau khi sang Nhật điều trị, nghệ sĩ nhân dân Công Lý hồi phục kỳ diệu. Sau thời gian điều trị đột quỵ, hình ảnh cô đầu Công Lý tập luyện trên sân khấu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Mới đây, Ngọc Hà, bà xã Công Lý chia sẻ hình ảnh nam nghệ sĩ tập luyện cùng đồng nghiệp tại nhà hát. Trong ảnh, cô đầu diện trang phục giản dị, đứng chống gậy để tập dượt cùng đồng nghiệp. Thần sắc hiện tại của Công Lý được nhận xét tươi tắn và rạng rỡ. Sáng nay, cụ Lý đến nhà hát tập kịch, cụ Lý vui lắm. Em và gia đình luôn biết ơn và trân quý tình cảm của nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu và anh em nhà hát kịch Hà Nội luôn yêu thương, cụ Lý. Cố lên cụ nhé, Ngọc Hà chia sẻ. Trao đổi với Vietnamnet, chị Ngọc Hà cho biết, anh Lý chỉ bắt đầu với những vai nhỏ, nhẹ nhàng của nhà hát nhưng anh ấy vui lắm vì được quay trở lại với công việc. Điều đó khiến tôi mừng hơn cả. Tôi cũng rất biết ơn những anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp luôn tạo cơ hội để anh Lý vui vẻ, lạc quan hơn trong cuộc sống, công việc. Đó là điều trân quý với vợ chồng tôi lúc này, vợ nghệ sĩ nhân dân Công Lý bày tỏ. Trước đó, trên trang cá nhân, người thân đăng tải clip ngắn ghi lại cảnh nam nghệ sĩ tập luyện đi lại theo hướng dẫn của bác sĩ. Anh cố gắng bước từng bước chậm chạp, khó khăn. Theo Phụ Nữ Việt Nam, trong suốt thời gian nghệ sĩ nhân dân Công Lý bị bệnh, Ngọc Hà là người ngày đêm lo lắng chăm sóc cho anh. Để không phụ công vợ, ngày 8 tháng 3 vừa qua, nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã tự tay viết thư gửi tới vợ với nội dung: cảm ơn vợ đã luôn ở bên anh cả khi khỏe mạnh lẫn lúc ốm đau. Cảm ơn em đã luôn yêu thương và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Cảm ơn em vì dẫu vất vả hay khó khăn thì nụ cười trên môi em. Sau thời gian dài trị liệu, nghệ sĩ nhân dân Công Lý trở lại tập luyện khiến người hâm mộ vui mừng. Bên dưới hình ảnh, nhiều đồng nghiệp và khán giả chúc Công Lý thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật. Được biết, nghệ sĩ nhân dân Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7 năm 2021 và phải nằm viện nhiều tháng. Hiện tại, bên cạnh việc theo dõi và điều trị trong nước, cô đầu Công Lý nhiều lần cùng bà xã ra nước ngoài để chữa bệnh. Trúc Chi, T.H.